Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm món bánh mì hot dog cho cháu mình nó ăn nha các bạn. Thì trốn Covid kẹt ở Sài Gòn thì có gì mình làm nấy các bạn. Mà nhà mình thì thích ăn bánh mì lắm. Bánh mì muôn thuở luôn, mẹ thì bánh mì chấm sữa, con nó thì làm bánh mì đủ kiểu hết. Hôm nay với 200 gram bột này, mình sẽ làm bánh mì hot dog cho cháu mình ăn. Thì trước hết á, mình bỏ đường với muối vô đây. 1 muỗng đường thôi, 2 gam muối. Mình không bỏ nhiều đâu nha các bạn, tại vì bánh mì kiểu này là có nhân. Mình làm bánh mì lạc đó. Nhưng mà mình cũng phải bỏ thêm một tí đường, tí muối cho nó đậm đà cái bột nha các bạn. Rồi mình bỏ luôn vô đây là 30 gam men nở. Cái này là men nâu nữa các bạn. Mình không thích ăn bột nở mà mình thích thích ăn men nở các bạn, tại vì men nó có lợi cho sức khỏe, nó có lợi cho đường tiêu hóa hơn. Còn cái kia là một công thức hóa học, mình không thích. Đây là dầu ăn nè, các bạn có dầu gì thì các bạn làm lấy, còn mình có dầu ô liu thì mình làm dầu ô liu nha. Bỏ vô luôn, các bạn chừa lại một chút, 20 gram dầu. Và bây giờ là nước nè các bạn cứ đổ nước vô, các bạn quậy từ 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 từ. Rồi sao? Cái này là 200 ml nước, mà mình không có trứng thì mình làm cái lượng nước nó hơi nhiều một chút nha các bạn. Nhưng mà mình muốn cái bột nó êm, nó không có khô bột thì mình bỏ dầu vô đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình trộn nè. Mình trộn cho đều rồi mình ủ nó lại. 200 ml nước. Thì cái công thức bánh mì nó cũng dễ thôi. Bánh mì lạc thì mình không cho đường nhiều, hoặc là mình không cho trứng, mình không cho dầu nhiều. Còn bánh mì ngọt thì dầu rồi bơ rồi trứng rồi đường nữa nha các bạn. Thì bánh mì ngọt thì ăn nó ngọt. Còn bánh mì lạc thì mình để mình ăn với những thứ khác. Chẳng hạn như chà bông nè, mình ăn với lạp xưởng, mình ăn với xúc xích. Mà hôm nay thì ngoại làm bánh mì, mình rửa tay rồi nha. Bánh mì hot dog có nghĩa là bánh mì có nhân. Nhân mình làm là nhân phô mai với chà bông nha các bạn. Bây giờ mình nhồi đi, mình nhồi cho nó mịn đi rồi mình ủ nó lại đây nha. Ủ nó lại đây, trong khi đó mình đi làm nhân, mình đi sửa soạn bếp. Nhưng mà cái công thức của mình làm bánh mì nó dễ ở chỗ là mình chịu khó mình nhồi cho nó mịn thì bánh mì mình nó dai các bạn, nó không có bở, nó không có bột, ăn nó không có ngán. Mình thích ra ngồi mà gỡ 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 ra từng lớp vậy đó. Bỏ ra đây nhồi. Nhồi khoảng từ 3 đến 5 phút nha các bạn. Nhồi rồi ủ trở lại. Còn khánh khánh nữa hả? Rồi, cảm ơn. Các bạn ơi, bây giờ mình đi chuẩn bị nhân nha các bạn. Thì nhân này mình làm nhân phô mai nè, xúc xích nè, một ít chà bông và hành lá. Thay vì mình làm bơ, nhưng mà mình không có làm bơ. Ở đây mình chơi phô mai rồi là mình khỏi làm bơ nha các bạn. Làm bơ thì nó thơm thơm vậy thôi. Nhưng mà ở đây mình có phô mai nè. Rồi xúc xích. Bây giờ trong khi mình chờ bột nó lên đó thì nửa tiếng hả, mình đi chuẩn bị nhân, gỡ phô mai ra ha, rồi mình xắt xúc xích ra nha các bạn. Mình không có để nguyên, tại xúc xích này cái bảng này nó to quá đi, không có để nguyên. Để nguyên rồi ăn nó nhiều năng lượng nữa, rồi nó béo phì. Rồi mình có một ít hành lá, rồi mình cho những cái mặn mặn là chà bông nè các bạn. Chà bông đó là mặn đó, còn cái này nó lạt lắm. Mình làm cái nhân cháo mình nó ăn sáng nè, rồi nó ngủ dậy buổi chiều chiều nó có nó ăn nữa đó các bạn. Còn xúc xích thì mình để như vậy, mình chẻ ra nha các bạn, mình chẻ ra không cho ăn nhiều.
tại vì cái bảng nó to quá. Còn xúc xích ăn liền thì mình có thể để nguyên cây được. Xúc xích này xúc xích Đức nè các bạn, ăn rất là ngon nhưng mà nó giòn giòn, nó lạt lạt thôi. Nói chung là cũng làm đồ từ làm bằng thịt, nhưng mà mình ăn những cái chỗ nào mà nó có sự tin tưởng nha các bạn. Rồi, chúng ta để đây. Chúng ta chuẩn bị đi làm bột. Chúng ta muốn tạo hình cho nó dễ nắn thì chúng ta đừng có làm cho nó, đừng có để cho nó quá, nó nở quá nha các bạn. Tại vì mình còn thời gian mình cho nó dậy nữa các bạn. Mình không có để nở gấp đôi gấp ba đâu. Rồi, chúng ta cắt ra. Cắt ra thành từng từng phần như thế này nè. Cho nó đều nha các bạn, không đều cũng được, tại bánh ở nhà mình ăn mình không cần phải cân đâu nha. Rồi mình vo tròn nó lại, mình để nó một nơi. Đi lên trên. Để một nơi vậy nha nha các bạn. Nó ra hình chữ nhật như thế này nha các bạn. Nhỏ thôi chứ không cần lớn đâu các bạn. Nhỏ thôi. Ha. Đó. Cháo mình đã làm gì đó các bạn. Đây, cắt đây. Mình nghịch tay mình không có thấy đường đó các bạn. Rồi ha. Rồi mình để cái xúc xích vô nè. Để xúc xích vô. Phô mai mình để trên đây. Ít ít thôi nha. Rồi mình rắc chà bông vô nha các bạn. Rắc một ít à, ít chà bông. Hành lá vô. Rồi bắt đầu mình gói lại. Gói cái đầu này lại nè. Đó. Ở đầu lại nha. Rồi bên đây. Bên đây qua. Bên đây lại. Bên đây qua. Đây lại. Mình gói cái nhân lại nha các bạn. Bên đây qua là bên kia lại. Gói chừng nào hết thôi. Đó. Mình làm bột nó hơi nhão nè. Thành ra mình gói nó hơi khó đó các bạn. Rồi.
bên đây cắt ra luôn. Cắt ra thành cái đuôi cá nha các bạn. Mình gói như vậy rồi mình chờ chờ nó nổi lên rồi mình mới nướng nha các bạn. Nó cũng sắp nổi rồi đó. Giờ mình để là vô cái nồi chiên không dầu nha các bạn. Mình muốn không có nồi chiên không dầu vẫn ăn bánh được nha các bạn. Còn mình thì mình có thì mình cũng mua men cho cháu mình nó ăn. Các bạn cứ đem các bạn hấp nó trước cho nó phình ra cho nó chín hết, cái bắt đầu cái mình để vô cái nồi cái chảo không dính đó. Rồi mình nướng với bếp ga vẫn được nha các bạn. Người ta có lò nướng chuyên dụng người ta làm nó ngon, còn mình không có mà mình muốn ăn là mình đi mua nó mắc lắm. Mình phải tìm cách để mình làm có mình ăn, nhưng mà sao mình làm thấy mình ghiền các bạn, mà nó ngon quá. Này đi về quê rồi mình làm theo cách ở dưới quê, còn này ở Sài Gòn thì mình có cách ở Sài Gòn mình làm nó có cái nó ăn. Ở Sài Gòn nó ăn tây ăn ô vậy nè các bạn, chứ nó không ăn bánh khoai mì bánh bột như mình. Còn mình ở dưới quê không có cái để mà ăn khoai lang khoai mì, mình vô mình làm thấy nó vui vui mà nó cũng hay hay. Giờ mình đem mình nướng 170 độ nè. Hôm nay mình xài hành chứ mình không có xài mè nha. Hành lá 170 độ trong vòng 10 phút ở trên. Rồi mình coi nó vàng hay không mình nướng thêm nha các bạn.